Rồi, chào mừng quý vị đến với Sài Gòn chiều ngày 1 tháng 8 2017. Quý vị Hải Công Minh đã có mặt ở Sài Gòn sau một tuần ở Lào, giờ chạy ra ngoài đường Trường Sơn vào trung tâm Sài Gòn. Trời Sài Gòn đang chuyển mưa, quý vị. Nhiệt độ bây giờ khoảng 30 độ C, có gió nên đỡ nóng. Quý vị thấy bên trái là cây cầu vừa hôm rồi mới vừa xong để kẹt xe. Đây đường Trường Sơn, quý vị, đi vào trung tâm Sài Gòn, đường Phi Trường Tân Sơn Nhất. Cảm giác xe cộ, đường phố ồn ào sau mấy ngày ở Lào im điềm, quý vị ha. Đó, đây là những giây phút quý vị đầu tiên đến Sài Gòn với Việt Nam sau một thời gian xa quê hương đó. Đầu tiên đó là xe cộ chạy, xe gắn máy quá trời. Bên tay trái thì là biểu tượng của Sài Gòn thế kỷ 21 đó, và treo cờ các nước ASEAN. Hôm nay Hải Công Minh nhớ Sài Gòn quý vị. Quý vị cũng nhớ Sài Gòn ha. Đi đâu cũng không bằng Sài Gòn hết quý vị. Rồi, hôm nay là đầu tháng 8, tháng đi quý vị. Hy vọng trời Phật phù hộ, mọi điều tốt lành, mạnh khỏe, niềm vui thật là nhiều. Ok, tháng 8 may mắn quý vị. Phía trước đây là lăng Cha Cả nè, cái cầu vượt đó. Giờ là đúng giờ cao điểm tan sở của Sài Gòn, như thấy quá trời xe không? Cộng Hòa cái gì, thẳng về hướng đường Trường Chinh nè. Đường Út Tịch như vậy, em thấy là siêu thị cơm trước là Maximax Cộng Hòa đó. Rồi chạy vô đây là đường Nguyễn Thái Bình.
phường 4 quận Tân Bình nhớ vậy. Sài Gòn cho quý vị thấy kẹt xe. Rồi bây giờ Hải Công Minh tranh thủ vô đón hai đứa con. Sáng nay tụi nó khai trường cái gì, nhờ người thân đưa đi đó. Bây giờ về đón tụi nó, buổi học đầu tiên không có mẹ nó, ba nó cũng đi công tác, bây giờ đón tụi nó về. Rồi, khai trường hai đứa con đang học trong này nữa gì. Ok, vô gửi xe rồi ra đón tụi nó.